Hôm nay mùng 2 Tết đi chùa đi cả nhà yêu ơi. Đi chùa nhá. Mình ra mình xin lộc xin tài cho tất cả các bạn bè của Nguyễn Minh trên Facebook nhá. Đâu, ra đây nào. Nào, Ngọc Trâm ở đây, bà quay đây nào. Đeo vào. Đâu con đeo vào. Ôi giời ơi. Cháu nội Ngọc Trâm. Ôi giời. Kinh. Đây, cháu nội Ngọc Trâm đeo kính của bà nội này. Đây. Trông đẹp không con? Đẹp nhỉ. Trông giống ca sĩ nào? Giống ca sĩ ở ngoài kia. Thế à? Con lớn con có làm ca sĩ không? Có. Con thử hát một câu cho bà nghe xem có làm được. Cái gì mà cả nhà thương nhau ấy? Ba thương ba. Là con gì? Là con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Xa là nhớ, còn nhau là cười. Ui hay quá Hoan ơi, đúng là làm ca sĩ được rồi. Ngọc Trâm nay mai con làm ca sĩ nhá. À, bây giờ bà hát cùng với Ngọc Trâm bài Cháu yêu bà. Nào, 2, 3. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, màu trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Hoan hô. Thế giờ bà cháu mình đi chùa nhá. Ra chùa để xin các cụ cho con học giỏi nhỉ. Rồi con ngoan con nghe lời ông bà, bố mẹ và cô giáo nhá. Vâng ạ. Vâng ạ. Nào thế bà đeo cái xem bà có giống ca sĩ không? Bà mang bà thử xem có giống ca sĩ không? Nào con đưa cho bà đeo thử xem nhé. Nào bây giờ bà nội của Ngọc Trâm đeo xem giống ca sĩ không? Có giống ca sĩ không? Có à? Thơm bà cái. Yêu chết. Yêu chết. Chị Trí đâu rồi? Trí đâu rồi? Chùa đây. Cả nhà yêu ơi. Nào, con nhảy điệu cho bà nào. Thế còn cô Chí trèo cái làm gì đấy? Con có đi chùa không? Con có đi đu quay không? Có. Có đi nhà tàu hơi, tàu điện không? Có. Thế thì chuẩn bị lên đưa sang gọi bố ở bên Bắc Hà về đi. Nhanh. Con gọi bố về nhanh. Không, không. Quạc, quạc, quạc. Luân đang gọi đi không lại lại rượu lại lại say mất đi. Nào hai bà cháu mình cùng nhảy nào. Nhảy điệu mùa xuân nào. Ơi đẹp thế. Vâng.